Xin kính chào toàn thể các bác yêu âm nhạc trên toàn mọi miền Tổ quốc thân mến. Clip của ngày 9 tháng 9 năm 2019, cửa hàng điện tử Hoàng Nguyễn, địa chỉ ở chợ Sát Hải Phòng. Xin thông báo cập nhật được một số mẫu loa của Nhật. Có model là Diatone 77Z, Bioler 707 và Bioler S180D. Cái đôi 180D này thì bữa trước mình có về mấy đôi thì cũng bán hết rồi. Hôm nay thì mình kè thêm một đôi nữa trong tình trạng đẹp xuất sắc. Bao đẹp góc cạnh cho anh em. Đây thùng màu vân gỗ rất là đẹp. Đôi này sử dụng 3 loa màng carbon, bát 30 màng carbon, cân sốc, một loa chung và một loa chắc điện. Hàng về trong tình trạng đẹp xuất sắc. Và giá bán của đôi này là 19 triệu đồng. Đôi tiếp theo là đôi Bioler 707. Đôi 707 này thùng màu gỗ rất là đẹp luôn. Ở loa sử dụng 3 đường tiếng, một bát 30 màng carbon, một chung 12 và một loa chép đôn. Con này công suất của nó là 200W. Thùng gỗ dày dặn chắc chắn rất là lặng, có thông hơi ở đằng sau. Giá bán đôi này là 15 triệu 500 ngàn đồng. Và tiếp theo là đôi Diatone 77Z. Cái dòng Diatone 77Z thì này thì là quá nổi tiếng rồi, mình không cần phải quảng cáo nhiều. Loa sử dụng 3 loa màng carbon, một loa chung và một loa check. Anh em có thể kết hợp nghe nhạc và hát karaoke thì rất là hay. Công suất của nó rất là lớn. Công suất của nó là 200W trở kháng 6 ohm. Và cái dòng này thì các bạn có thể ghép cùng mấy những ốc chất âm ly Sansui 607 hoặc 707, đờ lông 780D, 880D. Tiếng của nó rất là hay. Tiếng bass thì rất là sâu, mềm, trung tép nghe sáng và gọn. Giá bán 12 triệu đồng. Các bác ưng một trong 3 mẫu loa trên thì có thể gọi điện đặt hàng theo số điện thoại 0979 918 996. Địa chỉ nhà mình ở chợ Sát Hải Phòng và nhận giao hàng toàn quốc. Hàng thì bán cho các bác là hàng còn rất là đẹp, thùng thì không bị xất xẹo bè lò gì, cho nên các bác mua hàng cứ yên tâm ạ. Và nhớ ấn nút đăng ký kênh để chuẩn bị cập nhật những mẫu loa mới sắp có mặt tại cửa hàng. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo.